Hoạt động tán Phật tại Việt Nam với sự đồng tâm hiệp lực khắc phục khó khăn của tình nguyện viên Tư Chi đã thành công tốt đẹp, và năm nay, năm 2010, có đến 500 người đến tham gia buổi lễ tán Phật. Từ trong biến cố thử thách trí tuệ, CC Việt Nam nhận được giấy cấp phép tổ chức lễ tắm Phật từ cơ quan nhà nước trước buổi lễ 2 ngày. Tình nguyện viên vội vàng tiến hành công tác chuẩn bị, tận dụng từng phút từng giây. Buổi lễ được tổ chức tại hai địa điểm, trường Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Bình Dương, với sự tham gia của 500 người, so với con số 108 người vào năm ngoái. Đây quả là một sự đột phá lớn. Tình nguyện viên vô cùng hoan hỷ, niềm vui không nói nên lời.